Hello, chúng mình quay trở lại với trận đấu Bất Tùng và đến với một dáng đường trên của Sachemeng. Ngày hôm nay sẽ là kèo đấu giữa Seth cùng với Zone ha. Đây là một con tướng mà thực ra thì bữa giờ Sachemeng không dùng nhiều. Hôm trước mình mới làm một giáo án cho anh em xem rồi. Ngày hôm nay thì tiếp tục lại là một giáo án Seth nữa để cho các bạn xem là cách Sachemeng xử lý con Seth này như thế nào. Ở mùa trước thì mình làm nhiều nhưng mùa này thì con tướng này nó hơi ameta nên là Sachemeng đánh không nhiều lắm nên là cứ co giáo án thì mình làm ha. Và để xem ngày hôm nay kèo đấu giữa Seth cùng với Zone sẽ được Sachemeng xử lý ra sao nha. Let's go. Ok, giáo án giữa Seth cùng với Yone đi top anh em ơi. Bên phía kia có con Saiyan nhưng mà thực ra là Saiyan đi đứng giữa chứ không phải đi top. Saiyan đi kèo này mủ lắm. Kèo này là kèo mà con Seth nó sẽ counter con Saiyan trực diện luôn. Con Saiyan cứ gồng quy là con Seth nó kèo e đấm à. Nhưng mà đối phương đã pick Yone đi top và đẩy Saiyan ra khu đứng giữa. Seth thì là một chất tướng đấu sĩ rất là mạnh khu đứng trên ở những cấp độ đầu. Nó có cái nội tại vô cùng bá đạo để có thể gây sát thương và tích chinh phục. Mà Yone cũng là con tướng cấp độ 1, nó Onin cũng rất mạnh, cái Q của nó hồi rất là nhanh và chưa kể là nếu nó tích được những đòn đánh tay có nội tại của nhiệt độ chết người thì nó cũng có được cái khả năng hồi Q tương đối sớm. Nên là kèo này thì cũng không biết là đầu trận thì có đánh hổ báo với con Yone phía bên kia được hay không. Ngáp ngắn ngáp dài rồi. Đây là một trận đấu ở mức rank không phải là quá cao anh em nhé. Nó không phải là mức rank thách đấu. Nên là các player thì người ta xử lý thì nhìn nó sẽ không được tốt như là các cái lobby mình làm về tốt thách đấu mấy chủ siêu cấp hay là mấp rank ở mức rank cao thủ. À, tầm bạch kim kim cương thôi anh em, tầm lục bảo kim cương gì đấy thôi. Và để xem hướng lên trang bị của Sachemeng sẽ là gì nữa. Là con set này trong nhiều kèo nó có thể lên gươm suy vong, có những kèo thì lên hấp huyết, có những kèo thì lên phản kích. Hôm trước mình mới làm cho các bạn xem cái giáo án set rồi ha. Trận này đấm con cá sấu gọi là bấy bá luôn, tầm 9 phút là ăn trụ không cần sứ giả luôn rồi. Rồi sai được mid rồi ha, Zone trên top. Cấp 1 nâng cái gì đây? Zone bắt đầu quy tích lốc và sau đó thì đẩy đường nhằm hướng tới cấp độ 2 sớm hơn. Lách quy đối phương tốt, lát thì có lính đầu tiên với nội tại. Chưa nâng kỹ năng tới từ sau cho mà đối phương đã sẵn sàng một cú Q3. Lách Q3 quay lại lát hit tiếp. Ok, W để ăn lính cùng với đó là lấy giáp cốt của Zone phía bên kia. Và đối phương chắc chắn sẽ đẩy trước và lên 2 trước rồi. Level 2 thì Zone có thể sẽ cộng vào W để chơi hit tốt hơn với lớp giáp. Rồi con lính này ăn bắt buộc phải trả máu, đối phương lên 2 luôn rồi. Trái và lính phải vào người nhưng đối phương có một tình huống chọc Q đánh tay và sau đó thì là một tình huống W rất thốn. Sao cho băng trả cú W lại. Và sau đó thì bắt buộc phải lát hit dưới trụ thôi. Vẫn đang bị kẹt lại ở cấp độ 1. Xử lý lính dưới trụ thì con set này xử lý rất là thoáng tay thôi anh em ơi. Nó có rất là nhiều các kỹ năng để có thể mix đam. Pha này thì E ăn luôn. Để xem là trượt mấy con đây, trượt một hai con. 10 trên 12 anh em nhé, Zone đẩy trước và sau đó cắm mắt chắc là bụi cỏ chạc 3 rồi. Đi lâu như vậy chắc là cắm tại bụi cỏ chạc 3. Và đứng dưới con đang có đánh nhau y xèo rồi. Cấp độ 3 trước có cho Zone ngay lập tức E lên, lách Q3 đối phương rất tốt. Có cấp độ 3 cho Sachemeng nhưng máu đang còn lại ít hơn. Lúc này đầy đủ 3 kỹ năng rồi, chơi luôn anh em ơi, chơi luôn thôi. Kéo E, trái, phải. Đối phương W, trái, phải, bật Q, trái, phải, ok W. Dễ thế nhờ. Level 3 cái solo luôn anh em. Mặc dù thua máu nhưng không vấn đề gì anh em nhé. Kéo E lại đánh tay trái phải, sau đó thì đi bộ theo. Trái phải, sau đó bật Q để reset đòn đánh. Trái phải. Và sau W. Cái W vừa rồi không đủ sát thương anh em nhé. Nhưng mà con set nó có vẻ là không tính được cái sát thương thiêu đốt. Cái W vừa rồi là giữa tâm vụ nổ, nó sát thương chuẩn rồi. Tất nhiên nó sẽ không đủ sát thương nhưng mà W thiêu đốt thì Zone đã không biết là mình sẽ vào ngưỡng máu tử nên là quyết định không flash luôn. Bởi vì cái đam đức chắc chắn là pha vừa rồi đức nó không được bao nhiêu cả, nó không đến mức gọi là chết sốc con Yone được ngay lập tức. Do là trước đấy thì Sachemeng cũng chưa tích được nhiều nộ nhưng mà có sát thương chuẩn đến từ cả thiêu đốt nữa thì Yone đi rồi. Mạng solo kill và sau đó bật Q reset nhanh tân lính rồi về thôi anh em ơi, tân lính reset rất đẹp rồi. Về nhà với 1.000 tiền. Để xem sẽ mua cái gì nào. Easy. À, kèo này coi như là anh em nếu mà pick vào trong xếp hạng đơn thì đánh nhùng một tí ở 3 level đầu, đến level 3 mà có được ngưỡng máu tốt như vậy thì Oni luôn. Và có cho mình một cái thanh dao găm, như vậy là ván này sẽ là một ván đấu mà sao cho mình có thể lên chỉ phản kích hoặc là gươm si vong anh em nhé. Gươm si vong thì nó đấm rất đau anh em ạ. Cái gươm si vong nó đấm cả tanh cũng được luôn. Thường thì gươm si vong sẽ lên cho những kẻ đấu đấu sĩ mà khi các bạn có lợi thế nhiều ạ. Nó đấm những con cá sấu hay là đấm những con tanh như là Saiyan On cái thứ nó đấm bấy bá luôn. Lissandra bị Q Saiyan ngắt mất con xe to luôn rồi.
Đây, tân lính được reset, nó đẩy ngược trở lại như này đây. Tân này thì sao cho mừng, kéo E, trái, phải, bật Q, trái, phải. Ok, tiếp tục trái, phải, lao lên. Còn cái W, trái, phải, đấp. Zone biết chơi, Zone nhả, có một tiếng nhả E để né W của sao cho mừng và gần như không ăn bất kỳ một đam nào cả. Nhưng mà chọc Q của trở lại thì hơi mù mắt một chút. Cấp độ 5. Đối phương đang cố gắng đẩy trước với những tình huống chọc Q liên tục, lách Q3 tốt. Tân lính hơi to, chưa có W. Và tất nhiên sẽ đi tốt, sẽ mắc Q rồi. Còn một bình máu và quyết định đóng băng lính khiến Zone chưa về được. Lách Q đối phương, lát hit, sau đó thì sao? E, E và cái E của Zone rồi. Zone cũng đã có những tình huống xử lý E rất tốt ở khoảng gian gần đây. Một lần thì outplay được cái W, một lần thì outplay được cái E của Sao Cho Mừng. Q3 trúng luôn rồi. Bấm bình đến từ Sao Cho Mừng để hồi máu lại cái đã. Lách Q đối phương. Không có E trong pha này. Thôi, farm chiêu chiêu thôi anh em ơi. Tên này ba con này đủ lên 6 không ta? Đủ lên 6, đủ lên 6, Zone chưa về. Rồi, rồi, flash chạy đi bạn ơi, flash chạy đi bạn ơi, quay lại còn W nữa. E, choáng, trái phải, Q trái phải, chiêu cuối. Mày W thì tao đúp theo, mày W thì tao đúp theo. Đi đâu đây bạn? W dọn lính rồi. Flash đi đâu? Flash đi đâu? Cái tân lính lên 6 có sao cho mừng Zone tính không được. Và sau đó thì bị solo kill với tình huống từ nhà đến trường. Sao cho mừng tôi tưởng là dùng W để giết con set, à nhầm con Zone phía bên kia cơ. Nhưng sao cho mừng quyết định dùng cái W để dọn lính. Và sau đó chờ Zone E về để đấm tay thôi. Đối phương E về, đối phương flash chạy thì flash theo đấm tay là có solo kill rồi. Về nhà đóng cho mình đó là cung gỗ cùng với một cái huyết trượng ạ. Như vậy sẽ là gươm si vong ở món 1 anh em nhé. Mà gươm si vong nó đấm đau lắm. Nó đấm là còn có cảm chậm tới từ cái gươm si vong khi mà kích được nội tại của nó. Là những con như Zone này đấm một phát kích si vong là nửa cây. Chắc chắn là nửa cây. Saiyan tung chiêu cuối ra khu đường giữa tấn công vị trí của Lissandra. Nhưng mà Lissandra kích được dư chấn. Vẫn mất cho mình đó là nửa cây ạ. Thốn ác. Đối phương swap kèo con Saiyan ra khu đường giữa. Nhưng không làm khó được sao cho mừng. Trái, phải. Ôi bật Q lá hit luôn rồi. Đối phương chọc Q cấu rỉa các kiểu với lợi thế tân lính to. Và đối phương level 6 có chiêu cuối. Còn sao cho mừng thì đang chưa có. Lách Q tốt. Đi bộ lên. Áp lực kéo E choáng. Trái phải Q trái phải. Ok. Tiếp tục chấp nguyên tân lính vì còn W. Nó có thể dùng E để né W anh em nhé. Dùng E né W đi bro. Trời ơi. Con Zone này. Nếu như quả này mà Zone né được cái W của sao cho mừng thì có thể sẽ còn máu để PK tiếp còn. Đoạt mệnh. 300 sát thương chuẩn với tình huống cuồng thú quyền nó ngang đẩy luôn thiêu đốt cho nó chắc. Đỡ dãy, khỏi phải dãy, khỏi phải câu giờ đi bạn. R sau đó EQ3 các kiểu ha. Đẩy đứt 300 sát thương chuẩn nó bằng luôn chiêu cuối của Darius. Ở dạng tầm 4-5 sát luôn anh em. Sát thương chuẩn tới từ cuồng thú quyền là quá nhiều. Rồi reset tân lính thôi. Và con set này nó là con tướng đánh tay rất nhiều anh em nhé. Chứ không phải là con tướng xài skill thuần đâu. Nó có kết hợp rất nhiều những đòn đánh tay. Bên cạnh cái lượng sát thương từ EW. Thì vừa rồi triển khai gần như là mắc ping rồi. Dùng Q reset đòn đánh. Combo mà con set này dùng hiệu quả nhất để gây sát thương chuẩn với W nó phải là EW thôi. Nhưng mà trong tình huống vừa rồi thì W khơi khơi cũng được. Kể cả đối phương có outplay cái W đấy thì mình nghĩ là có tỷ lệ sống thôi chứ không có tỷ lệ solo kill ngược lại được. E chưa mất rồi. Đối phương cấu rỉa một chút nhưng mà sao cho mình có hút máu thậm chí đứng lại đấm luôn ạ. W gây sát thương chuẩn là 140 sát thương chuẩn. Và chơi hit rõ lỗ dành cho set nhằm dành cho Zone rồi set của sao cho mình còn rất nhiều máu còn Zone thì gần như là trắng cây. Con set này như mình đã nói thì cái tương tác của nó với lượng sát thương vật lý là rất lớn. Nên là lần về nhà đầu tiên các bạn cố gắng đóng càng nhiều sát thương càng tốt. Có một vài kèo thì nhiều bạn đánh nhùng sẽ lên giày các thứ nhưng mà mình thấy là sao cho mình đa phần là đóng sát thương thôi. Vì mỗi một sát thương mà con set mang theo nó đều là vào bộ kỹ năng của nó rất nhiều, kéo E trượt mất rồi. Quả đấy E trúng là băng trụ luôn đấy anh em nhé. E hơi với tầm một chút. Nào để xem là về đóng suy vong hay như nào đây, đi ăn mầm à. Đi kiếm mầm để ở lại khu đường trên thêm một nhịp nữa. Có mầm khu cánh trên. Pha này thì Yone đang 0-3 và không có đủ lượng chống chịu với những món trang bị như thời điểm này thì bị con set kéo E trúng là tỷ lệ nằm xuống rất cao nhá. Sao cho mừng đang có định reset để về đóng suy vong chăng? Quyết định đẩy nhanh rồi. Lan thì rất tốt. Nếu đối phương về thì sẽ mất rất là nhiều khiên trụ anh em ạ. Con set này là con tướng như mình đã nói thì nó ăn trụ cực kỳ nhanh. Với tàn phá hủy diệt nữa thì bao nhiêu khiên trụ đây? Trái, phải, ba khiên trụ giữa đối phương đoạt mệnh ạ. Đối phương đoạt mệnh và sau đó thì có rừng. Trái, phải,
E hai người mà trái phải quy trái phải như đối phương còn R W trúng zone chứ không trúng vào vị trí của Kane, sau đó bật quy quay ngược trở lại chiêu cuối trái phải. Ôi, ta lông vét hết hai mạng của tôi rồi. Ờ, trời ơi. Rồi à. Cái W vừa rồi không có flat, không có một tình huống EW nữa nên là không trúng. Vì con Kane nó đang dùng chiêu cuối nữa, nó chỉ có sát thương vật lý vào người của Zone thôi, nhưng mà sau đó thì ta lông lên ăn hai mạng vô cùng đơn giản với tình huống tung chiêu cuối. Quyết định không ăn trụ một toàn bản đồ luôn à? Cắm mắt giữa hai trụ đối phương và sau đó về nhà lấy suy vong và không cần phải ăn trụ một toàn bản đồ, mặc dù ở lại thì chắc chắn là tỷ lệ ăn được trụ một toàn bản đồ là 99% rồi. Boss thì có vẻ là không ổn lắm thì phải. Ezreal và rồi Ezreal Morgana vừa bị con Zerat nó rót như rót nước vào đầu. Zerat support đối phương 4-0 anh em ạ. Căng thế nhờ. Gâm si vong thôi xong rồi, tầm này nó kích si vong một phát là con Zone này trắng cây. Talon có sứ giả rồi. Ezreal tốc biến đánh tay ăn được một mạng sau khi mà Lissandra di chuyển xuống hỗ trợ. Afe tốc biến né đứt Q của Ezreal bắn trả trở lại với thang hoa luân nhưng mà Q trượt. Nhưng mà Afe vẫn có mạng của Lissandra kìa. Bật quy lao lên tính lát hit lính nhưng mà trượt mất hai con tức từ sau cho mừng. Rồi này đang có một cú Q3 vào ạ. Rồi về hộ kích si vong trổi trắng cây rồi. Liên tục vào mồm. Một quả Q3 mà sao cho mừng đã đón trước được cú Q3 ở đối phương E luôn mà. Q3 lên E luôn anh em ạ. E luôn vào con xe to. Làm choáng trái phải quy trái phải. Cái tốc độ đánh cao của gươm si vong anh em ạ. Nó giúp cho cái việc reset đòn đánh nó cũng rất nhanh. Cái đội tại được đưa ra cực kỳ nhanh trái phải. Bật quy lên trái phải sau đó tiếp tục đấm trái phải với khả năng làm chậm từ si vong và cái lượng sát thương nó quá là khủng khiếp. Giờ cái mạng Zone này nó còn đúng có 140. Rồi, trụ một đường trên thôi anh em ơi. Thấy cái boss nó hơi mù nên ăn nhanh rồi sau đó thì... Ok, trụ một tòa bản đồ 625 tiền. Ăn nhanh thì còn ăn trụ 2 nữa anh em ạ. Trụ 2 vẫn là 600 mà. Nhiều tiền lắm. Nói chung các bạn đi đường cánh với bạn xanh thì... cố gắng ăn được trụ 2 đường trên thì nó sẽ là một lượng tài chính rất là đáng kể. Tuy nhiên thì trong nhiều ván đánh ở mức rank cao thì sẽ không ăn được như vậy. Để có xe, để có lính lại. Ôi, đi hết cả người rồi. Chừa một con lính lại anh em nhá. Chừa một con lính lại không lát hit. Để kéo E stun. Cái E này sẽ có stun này anh em này. Trái, phải, quy trái. Quy phải. Đối phương làm gì đâu, đối phương flat à? Đối phương flat làm gì đây? Flat làm gì đâu? Tấu hài à? Cái gươm si vong này đam giác thật sự. Và con set này cầm gươm si vong thì nó là những ván đấu xanh thì mới lên thôi anh em nhé. Ta lông lên tốt làm gì để chia tiền không? Ơ kìa, đi chỗ khác. 600 tiền cho sao cho mừng. Cái mạng của Zone bây giờ nó không bao nhiêu tiền đâu anh em. Cố gắng farm tốt một chút và ăn trụ là có nhiều tiền thôi. Đứng dưới thì đó là tình huống mà Kane có mạng của Ezreal và Morgana cũng đi rồi. Tiếp tục đẩy tiếp vào trụ 3, lấy thêm tiền từ trụ 3. Trái vào trụ phải vào người E, quy trái phải chiêu cuối. W dứt điểm trang, W dứt điểm. 100 tiền còn lại, trời ơi. Cái mạng này nó bèo thật sự luôn. Ăn được thêm 100 tiền từ cái tình huống băng trụ với chiều cuối của Sochamung. Sau đó thì bị Afe đấm liên tục với pháo trọng trường và cả súng hỏa ngục nữa. Zerat cũng phụ đàm với tình huống nghi thức ma pháp tầm xa. Liệu rằng Sochamung có về được hay không đây? Tức là đi bộ về mà thôi. 2.600 tiền rồi. Mặc dù là một con tướng mà Sochamung dạo gần đây đánh cũng không nhiều. Ờ, có Sion, té 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 anh em ơi. Một dạo gần đây đánh không nhiều nhưng mà khi đánh lượng trở lại thì vẫn xử lý set gần như là mắc ping. Không có một vết xước nào cả. Đánh cực kỳ mượt luôn anh em. Cách đây tầm 1 năm con set này nó còn khỏe so với các đấu sĩ khác á, thì sao cho băng dùng nó nhiều hơn. Rồi về nhà suy vong hấp huyết sau khoảng chừng 12 phút chịu. Đam có, hút máu có, tốc độ đánh có. Và đồ này thậm chí là có thể cân 2 thoải mái luôn á. Mà chưa cuối con set này nó còn đi theo cái lượng sát thương của phần trăm máu người bị bế nữa. Nên là pick vào đánh cùng với những con tanh đường trên như kiểu là Sion thì rất là tốt. Hôm trước, cách đây khoảng chừng vài tháng mình có làm một cái giao án tớ hận cậu. Thì cái lúc đi đấy có một con Sion lên khổng thần tầm 10.000 máu. Xong con set nó bế con Sion về nguyên team. Anh em không biết là xem cái số random đấy hay chưa nhưng mà nhìn tục thật sự. Nó bế phát nguyên team thụt máu, thở oxy hết luôn mà. Rồi tiếp tục đẩy khu đường trên mặc dù là ăn tới 2 trụ rồi. Chắc là đẩy nhanh rồi sau đó thì tìm cách di chuyển thôi. Đồng đội canh dưới đã có rồng rồi. Vì đánh ở mức rank không quá cao nên sao cho mình không cần che map luôn. Này, anh em canh dưới thì cũng đang có một thế trận không đến mức quá fit nha. Dừng 2-0-0 ạ. Vãi dừng 2-0-0 tệ thật. Hai cái mạng mà Talon ăn được là hai cái mạng mà lên vét của sao cho mừng đấy anh em.
Nguyên game là không ganh, không làm gì luôn à? 13 phút thì ăn được hai cái mạng. Dễ như farm creep sau đó thì tàng hình nguyên game à? À, đang xuống đường dưới để hỏi thăm sức khỏe của A Phê rồi. Sao cho một quyết định ra mid nhưng mà nó dọn lính khá là nhanh. Tên này không có xe to nữa. Trái phải, quy trái phải. Tàn phá hủy diệt. Ok, đi ra với W. Mày làm sao? E hấp huyết trái phải quy được luôn. Mày mày làm sao? Mày làm sao? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Ok chưa? Giật giật nữa đi. Mày giật giật nữa đi. Không nhìn đồ à bạn? W một cái thì sao nữa? Con xây này đánh không nhìn đồ rồi. Nhìn đi đường với Lissandra có vẻ là ngon đấy, nhìn cũng có vẻ là trâu đấy. Nhưng mà Sivong nó đấm theo phần trăm máu thì bạn hơi sai lầm. Sai lầm thậm chí là tung chiêu cuối chạy, nhưng mà con xét này ôm chiêu cuối vào thì nó nổ đam vẫn có. Thậm chí là ăn trụ một đường giữa luôn rồi. Mặc dù không còn khiên trụ nhưng mà lượm trụ đường giữa, sau đó farm cả lính của Lissandra luôn rồi. Quá giàu anh em ạ, ăn hết cả trụ cánh trên luôn mà. Zerat có mặt, quy trung tới từ Zerat. Sau đó thì sao? Đánh tay W các kiểu ha. Sau đó thì sao? Flash E rồi, trái phải. Cấu gì ở nữa đây mày, cấu gì ở nữa đây? Con Zerat đi đường rất xanh đấy anh em nhé. Con Zerat này đi đường thậm chí là 4-0 đấy, bây giờ là 5-3 rồi. Hồi nãy là 5-2 nhưng bây giờ là 5-3 rồi đó. Flash E đánh tay, sau đó bật Q reset nó đánh luôn, không tham anh em nhé. Tức là cái combo mapping của nó sẽ là Flash E, sau đó thì trái phải trước, sau đó bật Q để reset trái phải. Nhưng vừa rồi sao cho vâng là Flash E, sau đó đánh tay trái cái là bật Q trái phải luôn. Mạng thứ 7 dành cho sao cho vâng 703 KDA farm vượt thời gian. Nhưng AF lên rồi anh em ơi, chưa có chiêu cuối. AF lên đây gãi gãi gì đấy bạn, bot đi lane win, sau đó thì không ai cover cho AF, đẩy cao thế. Đẩy cao đấy không sợ chết à? Với phía sau có người không mà đánh bố láo thật sự ạ. Sao chơi bằng thì không có tốc biến, nhưng mà đồng đội Lissandra bắt đầu vòng sau rồi. Thôi xong rồi, AF không có trụ đường trên, đi lên đường trên làm gì, trời ơi. Lissandra lao lên W trúng rồi, R luôn rồi, đi bộ lên E, hấp huyết. Chiêu cuối tiếp cận tuyến sau và đó là một tiếng đấm luôn cả zone, đi luôn chứ có gì nữa. Double kill cho sao chơi bằng trái phải W, triple kill cho sao chơi bằng. Và sau đó thì tìm kiếm cú quát ra hay như thế nào đây. Ken chạy rồi, cho trụ bắn tích nộ để EW. Nhưng mà Ken quyết định quy chạy rồi, W dọn lính ha. Tình huống xử lý, các bạn có thể thấy đấy, cái cách mà sao cho xử lý nó không phải là cái cách xử lý bình thường. Ví dụ như phải là đấm chết AF không? Chết chắc rồi. Nhưng mà thay vì dứt điểm AF thì mình dùng chiêu cuối mình tiếp cận con zone nữa. Thay vì giết con AF ngay lập tức thì dùng chiêu cuối tiếp cận thêm zone để giết thêm zone đấy anh em ạ. Cái cách để tiếp cận tuyến sau đối phương là tung chiêu cuối vào một thành viên đứng tuyến đầu. Tiếp cận tuyến sau ha, mặc dù con này là con chết chắc rồi đó. Ké bạn một tí, trung chiêu cuối vào làm chậm có đam vào cả vị trí của con Zerat này nữa. Zone nhà E chạy ạ, chạy hộ. Đấm kích suy vong lên kìa. Mày bốc nữa đi, mày bốc nữa đi. Sương sương. Những người đánh xét, gọi là đánh xét chuyên nghiệp, rồi đánh gọi là đánh thợ xét, rồi người ta đánh nhìn nó khác bọt hẳn anh em ạ. Ta xử lý rất là có ý đồ luôn. Pha này đồng đội vào hơi sâu mấy bro. Để đâm sâu giữa. Họ đi về anh em ơi, 3.500 tiền rồi, về đóng cái gì đây? Để xem dìu đen hay là vũ điệu. Đam là quá to rồi, 200 đam tay rồi. Đóng búa tiến công ạ. Giày bạc búa tiến công. Sao hôm nay lại có cái giao án gì lạ lạ nhở? Bình thường nó sẽ là cái dìu đen hoặc là đại mãng xà đi ha. Đồ 2 nhiều khi đã đại mãng xà rồi, ván này thì lên suy vong thì thường đồ 3 có thể sẽ là đồ cũng kiểu semi, nhưng mà nó không phải là cái búa tiến công như thế này. Nói chung là dạo gần đây sao cho mừng cũng có một vài giao án lên búa tiến công, chứ trước đây thì gần như không lên. Thì sao cho mừng có cái lối chơi là thích hỗ trợ đồng đội cơ, chứ không phải là lối chơi đi đẩy lẻ, và ván này cũng không đến mức gọi là no hope tới cái mức phải đi đẩy lẻ để gánh team ấy. Mà thôi cứ lên ha, lên để cân ba cho nó dễ. Ván này thì đang có R chuẩn bị hồi lại nhưng mà tốc biến theo đốt thì chưa nha. Cấp độ 14 với chỉ số từ búa tiến công thì bật Q lao lên E hấp huyết, đấm trái phải kích suy vong, và sau đó thì trái chiêu cuối luôn mày đi. Sau đó thì sao? Trái phải W 1.000 sát thương chuẩn nhưng mà hết đấm rồi, cân hai được hay không? Tiếp tục đấm tiếp nhưng mà E thì đối phương R mất rồi. Zerat làm choáng W Q các kiểu hấp huyết. Ôi Zerat giật giật ác vậy bạn. Hình như hấp huyết không có hồi máu à anh em? Hình như hấp huyết lỗi rồi. Ôi hấp huyết sớm rồi, hấp huyết sớm không hồi máu anh em à. Hấp huyết vùng này nhưng mà con kên này nó đang nhập, nó đi ra nên không có hồi máu. Nhưng có hồi máu đấm chết con này xong rồi đắc thắng hồi lại là giết thêm con Zerat nữa nha anh em nhé. Hoặc là không giết được Zerat thì sẽ không chết đâu. Nhưng mà hấp huyết không hồi máu ạ. Zerat nó đẩy thiêu đốt vào nữa.
Nhưng mà kể cả là bị thiêu đốt như vậy thì có hấp huyết, pha đấy tôi nghĩ là vẫn có thể giết con Kane được. Đấm chết Kane hút máu lại từ suy vong xong rồi hút thêm từ đắc thắng nữa, chắc là Gerard đâu sống lắm. rồi? Chung, chung, Gerrard giết được một mạng của Sao Trâm Ân đứng giật ác chung, ha. chi, Ghim, bà chốt ghim cái thằng cũng Gerrard được. này anh em ạ. Nhưng mà có Saiyan Châu đến như vậy các bạn, tưởng tượng là có set 3 đồ nó đấm vẫn chết à. Nó kéo E hấp huyết lại xong nó đấm trái phải, nó bật Q, nó đấm kích suy vong xong nó bế chiêu cuối chết có Saiyan luôn kìa. Có Saiyan Châu đến như vậy còn chết thì những con khác máu giấy như là Ken, Yone 08 hay là Zerat Có hay là hai những cái AFE thời này điểm này không biết là sống kiểu gì luôn là đấy. tao đi chiến khoản với ra sẵn điện thoại. Còn Yone lúc này thì 09 fit quá fit, 08 09 Wow, rồi. bán cái xe trên là số cả chó họ với Saiyan lên cả búa đi tiến chăng công cũng cùng bay đi với nhỉ. Tam hợp kiếm và giày Thì cuồng nộ cái để đi số đẩy cả đi lẻ. với bảo trợ. Bạn lên búa tiến công tôi cũng lên. Làm như mình bạn có, nhưng mà Saiyan đẩy xong tân lính rồi TP lên top ăn trụ rồi. Một giáo án Saiyan đẩy lẻ khá Cái khó chết chịu. chị. Chỉ có ta rồi nên giá 1.600.000. Wow, tả tha chân là số cả bảo trợ. Nãy giờ đồng đội không biết là PK cánh trên thì như thế nào rồi. Tiếp tục xuống cánh dưới để ăn trụ ha. Một mình ăn hai trụ cánh trên rồi, xuống cánh dưới ăn thêm trụ cánh dưới nữa. Sao cho mà cũng là người ăn được trụ đường giữa nữa. Rất là nhiều tiền từ trụ. À, AFE đừng bắn bắn cái gì đây bro. Đấm cho một cái lại khóc. Cũng biết gãi đó. Không đau lắm. AFE mặc dù đi đường win con Ezreal với cả con Morgana nhưng mà cảm giác là bắn vẫn chưa thực sự vào máu được con Sett như thế này. Đối phương lại tiếp tục xuống để khiêu khích Sao Trâm Ân rồi. Bật tốc hành tới từ AFE với pháo trọng trường rồi làm gì đây? Sao nữa? Rồi sao? Đấy, Đã gãi cũng khó chịu đó, hôn ha. Sao đẩy trụ hai với Ezreal bắt buộc phải là người về defend và đây là tình huống mà Kane đã bị dứt điểm bởi vị trí của Talon. Zone đang cố gắng nhả E của mình ra tấn công khi giật về thì sao? AFE thậm chí rén quá lướt cả cung phong linh chạy ạ. Nhìn con Sett này nó hơi ghê thì phải. Một cú W dọn lính mà thôi. Như vậy là chỉ có một mình con Kane nằm xuống. Đối phương rót chiêu cuối vào người của Talon nhưng mà Talon chạy là khá nhanh. Có thêm cả khiên đen nữa. Nhưng mà Saiyan vừa rồi đã bán mạng của mình để có thể ăn trụ hai đường trên với hai trụ liên tục dành cho bên phía của team 1. Và team Sao Trâm Ân sẽ gọi luôn con sứ giả đường dưới này với tình huống là 3 đánh 3 băng trụ hay không. Búp cho tới khiên đen cái bạn. Búp tới khiên đen tới băng trụ phát. Búp khiên đen đi bro, không có khiên đen à? Tích sẵn cái W rồi này. Phá trụ trước người sau đây anh em ơi, dìu sứ giả tiếp hay là như nào đây? Họ đi chỗ khác thì tôi có cái búa tiến công nhưng đi chỗ khác đây anh em ơi. Thả sứ giả xong là về được rồi đấy. Ê, nhưng mà đối phương hình như có vẻ là hơi đông ở đây thì phải. Morgana vẫn có ý định ở lại để búp cho Sao Trâm Ân. Nhưng không dìu được sứ giả vào trụ 3 nhá. Baron à? Ăn Baron thì anh em ăn đi chứ từ giờ tôi ăn Baron lại mất cái búa tiến công hơi dở. Anh em ép Baron đi rồi tôi đẩy lẻ cho. Ê, rồi đây đi đâu đây bạn? Bật Q lao lên, e trúng là chết. E trúng rồi, bật Q lên là hai cái trái phải đi. Đấm liên tục vào mồm. Thở oxy rồi. Rồi, bắt chết được một con Zone rất là đơn giản mà không tốn tài nguyên gì quan trọng cả. Tốc biến thiêu đốt chiêu cuối còn nguyên. Và đối phương chắc là bỏ Baron luôn rồi. Cầm cái đội tại búa tiến công này tầm này chắc là Kane không muốn xuống đâu ha. Nhưng mà Saiyan nãy giờ nó đẩy lẻ cũng khá là khó chịu. Bây giờ thì có Baron rồi nên là chắc là đối phương cũng không muốn đẩy lẻ nữa. Có định bế con Saiyan về hướng của Zerat nhưng không được rồi. Đối phương bắt đầu kéo tới ba người xuống rồi. Lách choáng tốt nhưng mà sau đó thì liệu rằng có về được hay không đây. Quay người trở lại và có ý định bế con Saiyan vào hai thành viên máu giấy đối phương nhưng không được. Con Saiyan nó chạy luôn rồi. Bế luôn, bế rồi tiếp cận được tiếp sau nhưng đối phương flash chạy rồi. Và sau đó thì EW được hay không? E xịt rồi. W và Saiyan không trúng vào người của AFE. Ôi da, bị nó vợt rồi. Không có đủ khả năng để cân ba đến từ sau cho mừng. Cày thế nhờ. AFE nó flash xong rồi nó còn cung phong linh nữa. Hơi khó tiếp cận con AFE đấy nha. Mặc dù đã bế Saiyan vào hai thành viên đối phương rồi đó. Và tình huống đúp của Sao Trâm Ân thì nó cũng không trúng AFE và nó cũng không gây sát thương chuẩn vào người Zerat nữa. Nếu quả đấy bung flash ra thì mình nghĩ là có thể giết được con Zerat luôn. Bị shut down thêm một lần nữa rồi. Và đồng đội đang có Baron. Nói chung là game này vì mức rank không cao với cả tầm kim cương thôi anh em. Với cả thực ra là lợi thế của team đang rất lớn. Có quyền đánh bố láo một chút nha. Bắt đầu có thêm máu với hai mảnh của trang bị đại mãng xà. Là đại mãng xà đồ 4 anh em nhé. Morgana khóa tốt thì mất máu là hơi nhiều thì phải. Ta lông lao vào chu cuối. Vét được một mạng tương đối đơn giản.
Zerat rót chưa cuối chết vị trí của Morgana, nhưng mà sau đó thì Hả, Baron bị cướp rồi á? Ủa? Ủa sao sao sao? Ủa sao bị cướp Baron rồi anh em? Ủa sao bị cướp Baron rồi? Ơ? What the fuck? Sao bị cướp Baron anh em? Rồi, Harry bị xe tông rồi. Harry bắn xe này còn đến sáng mai anh em ạ. Xe này tam hợp với là nó bố tiến công rồi. Ôi, Baron bị kiên cướp ạ. À. Ôi, hỏng rồi anh em ơi. Game này khó rồi. Zerat đang đứng poke và sao cho mừng gặp lính có Baron này là dọn cũng hơi lâu một chút. Zerat đứng giật ác luôn ạ. Thằng này mày... Tí đấm mày sao? Sen đẩy banh luôn đường cánh với tình huống cầm tam hợp và bố tiến công. Tầm này nó chết, nó ăn được trụ, nó vẫn lời anh em ạ. Ơ, sao lại mất Baron nhờ? Talon quyết định bán mạng để ăn trụ và có trụ luôn rồi. Sao cho mừng vào ké con bùa đỏ của đồng đội, sau đó thì... farm rừng và defend khu được giữa. Giết con Sion mất thời gian thế nhờ. Sao chơi bằng tiếp tục vòng ra bên hông để tấn công nếu như đối phương có định đẩy cao và đối phương đang đẩy khu đường giữa với đẩy Baron của Afe và thêm cả Zerat nữa. Kane đang chờ sẵn tại rồng rồi. Con Sion nó trâu nên đồng đội ít sát thương ăn mãi mới xong con Sion. Nhưng mà con Sion này vẫn có thể không ra kịp ở tại con rồng này nên là team sao chơi vẫn có cơ sở để đánh nha. Zerat bắt đầu poke rồi, sao chơi bằng chưa kháng phép nha. Đối phương cắm rất nhiều mắt và team sao cho mừng đang phải đi lấy lại tầm nhìn với tình huống poke mất nửa cây. Con Zerat này đánh khó chịu thế. Họ lượm nhanh con rồng rồi té anh em ơi trước khi Sion nó TP ra nhé. Zerat rót chiếu cuối vào người của Morgana. Lissandra lao lên với tình huống W 3 người và rồng thuộc về Talon. Sau đó Lissandra về kiểu gì đây dùng R trước. Kane tiếp cận với ý định áp sát vào ai đó nhưng không được. Lissandra đã có một pha xử lý rất tốt nhưng mà Ezri vẫn chết ạ. Ủa sao Ezri chết rồi? Thôi không đánh Talon ơi, về nhà có cái gì đâu mà đánh nữa đây. Ê, game khó nha. Về đóng đại mạng xà và thêm cả máu nữa. Sion thì đang cố gắng ăn Mega, bật Q lao lên nhưng mà không cản được tình huống mất Mega này rồi. Tấn công Talon vòng sau với tình huống Morgana. Mò khóa tốt rồi. Kéo E ngắt Q đối phương đấm liên tục. Trái phải liên tục và có mạng cho sao cho mừng nhưng mà con Sion này nó vẫn ăn được Mega trước khi nó chết. Khó chịu thế nhở. Đánh một hồi thấy mất tương đối nhiều lợi thế, AFE vẫn tẩy tám sát kìa. Nó sai đầy lẻ nãy giờ vẫn cực kỳ khó chịu. Thế là phải gánh à? Em tưởng game dễ dễ đánh chiêu chiêu cuối cùng lại phải gánh à? Sion vẫn ba đồ lớn ha, nhìn nó vẫn ghê đó, nó đẩy lẻ nãy giờ là cũng rất là khó chịu, quay top lại xấu nữa rồi. Và Lissandra và Ezreal đi chung với nhau này thì ai defend được quay top thôi mấy bro. Talon lại phải là người xuất hiện ở khu vực đứng trên để đón lính. Sao cho bằng cầm búa tiến công đấm thẳng vào Mega đối phương. Talon đang farm rừng bị Kane nó đấm luôn rồi. Chất tướng Kane đến thời điểm này nó bắt đầu khỏe anh em ạ. Di chuyển quét mắt và bắt lẻ một ai đó lang thang trong khu vực này. Zerat rót luôn một tình huống quy vào mặc dù sao cho mừng đã quét mắt. Đến nơi đến chốn rồi nhưng đối phương check rất tỉnh ạ. Như đá xì chim luôn. Sau đó thì sao? Sao cho mừng quyết định giật về một nhịp. Đối phương chưa lộ nhiều người cánh trên lắm. Mới lộ một con Kane mà thôi. Thôi thì tiếp tục đẩy cánh tiếp đi ha. Tập này muốn bắt con set này phải cỡ 3 người mới ta mới bắt được. Đấy là trong trường hợp đứng lại nó đánh nhá. Nó chạy chắc là không biết được gì kiểu gì luôn đấy. Sion chiêu cuối ăn thêm nhà rồi anh em ơi. Ơ kìa. Cản nó lại anh em ơi. Dừng tay. Đừng để nó chạm nhà nữa anh em ơi. Rồi nó phá nhà với tam hợp với cả búa tiến công kìa. Mày mất chiêu cuối mày ăn trụ thì mày sống kiểu gì đây. Nhưng mà Talon lại chết ở đâu đó với Morgana chết chung luôn ạ. Vực là... Cái team này... Mới hiểu kiểu gì hai thằng chết ở mid kia. Vừa defend được con Sion xong thì team gãy ngay lập tức hai thằng ở khu đứng giữa. Vãi. Rồi game bắt đầu căng căng rồi đấy nha. Sao chơi mừng đang có định vòng sau để tấn công đối phương nhưng mà không có máy quét đánh hạt thông nổ. Nhưng đối phương bắt đầu tấn công. Lissandra mất máu hơi nhiều. Ezreal có mạng của Zerat. Sao chơi mừng vòng sau bắt được con Afe này rồi.
Bật Q lao lên, Afe lướt cung phong linh chạy với tốc hành dí kiểu gì đấy, tốc đến chiều cuối áp sát, Afe bị làm chậm, kéo E hấp huyết, đấm trái phải liên tục. Còn cái W đấm phát chết luôn, không cần W nữa. Coi như là quá giang con zone này để giết con Afe thôi anh em ơi. Eri bắt đầu E lên bắn, có tí đam đi, Eri bắn Q hai lần trúng liên tục, không có đủ sát thương. Bật Q lao lên, thiêu đốt, thiêu đốt. Quy định tiết kiệm thiêu đốt tới sau cho mừng và ép thêm cái tốc biến nữa. Chờ hồi Quy thiêu đốt thôi anh em ơi. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Quy, 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 Quy. Chết đi bạn ơi. Baron, Baron anh em ơi. Lấy thêm được cái flash của zone nữa. Đôi khi dùng thiêu đốt trễ nó cũng có cái giá của nó. Và Eri solo kill được Kane. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Mía con Sion nó đẩy banh hai cánh và sau đó thì đồng đội PK thua nhưng mà vẫn rất may là có một con set khỏe nó gánh team. Đấm một phát chết con Afe. Không kịp làm gì luôn anh em. Là trong team fight mà đứng trước mặt tanh chưa chắc đã ngon rồi anh em ạ. Chưa chắc đã ngon khi mà đánh với set rồi nhá. Sion lại tung chiêu cuối và Talon quyết định là chết à. Ê coi chừng chết nha Talon nhá, con Sion này đam rác điên luôn á. Ê Talon ơi, Talon ơi. Lấy thân mình lấp lỗ châu mai à. Ôi lại bị cướp Baron rồi. Trời ơi. Cô mẹ lời luôn. Lại bị cướp Baron. Con Zerat rót chiêu cuối cướp Baron ạ. Mắt kiểm soát có rồi mà. Thằng Zerat này đánh ảo vậy. Ồ. Hỏng rồi. Cướp tới hai con Baron rồi là hỏng rồi. Ê, không ổn rồi. Shop ơi. Dìu đen, dìu đen, dìu đen, dìu đen. Full đồ rồi. 28 phút full đồ rồi. Mà team nó lại cầm Baron nó put lên nó sai đẩy lẻ này thì ổn đâu anh em. Dừng dơ thân mình ra để che chiêu cuối Sion thay vì đi gian Baron chung với team. Đó, Morgana lại bị bắt lẻ rồi, tầm này Morgana bị skin one shot phát một à. Không biết lấy được chiêu cuối còn Kane hay không ấy chứ. Thôi ăn rồng đi anh em, đấm đi. Mặc dù pha này sao cho mừng cấp độ 18 nhưng mà không có flash nha. Dừng đối phương thì vẫn còn ở đây. Talon thì liệu rằng có trừng phạt được hay không. Một cú W 1200 sát thương chuẩn. Ánh trăng dẫn lối. Rồng thuộc về cho team sao cho mừng. Và sao cho mừng lại là người ăn chứ không phải là Talon. Có linh hồn rồng rồi anh em ơi. Tạm tạm ha. Sao lại nó lại cái gì rồi. Sao lại bắt đầu đẩy tiếp rồi. Mày đi đâu. E hai người hấp huyết đấm W mày đi. 1000 sát thương chuẩn rồi sao nữa. Ok chưa. Tình huống này đối phương muốn cản team sao cho mừng để con Sion tiếp cận đây anh em nhé. Đây là tình huống bật Q lên đấm một phát này. Bật Q lên đấm một phát sau đó chiêu cuối chết luôn mà. Chiêu cuối chết luôn mà nó có đam vào người của Zerat tiến sau luôn. Sau đó đi bộ lên kéo E hấp huyết hai người. Trái đứt 1000 đam chuẩn. Nào mày giật nữa đi, mày poke nữa đi. Double kill cho sao cho mừng. Zone này đẩy cao way mid sau đó thì Sion đang có định ăn 2 mega thì phải. Nó ăn mega top rồi nha. Cái Megabot này không biết là có cản đấy không vì Ezreal giờ tầm này bắn con Sion đến bao giờ mới chết. Ezreal tầm này bắn tanh như Sion chắc là vẫn mất Mega. Team gọi là yếu điên. Trời ơi. À, Sion biến thái này nó đẩy. Đẩy nát hai nhà rồi, bắt được bốn người rồi, có chiêu cuối bật Q lao vào tấn công zone này luôn hay không? Trụ trước người sau, đấm trụ này. Trời ơi, tàn phá hủy diệt 1.300 đam. Đấm trụ rất nhanh và sau đó thì Seth quyết định, nhầm. Zone này quyết định bỏ Mega cho Seth của sao cho mừng. Rồi, Mega sau đó té về defend 2 Mega cánh nè. Zone này găng tay băng hỏa, mua rất là nhiều giáp đến zone này. Zone này có mỗi gương si vong để gây đam, biết là được bao nhiêu đam đây. Tầm này về lấy dược phẩm gì nhở? Dược phẩm cứng cáp hay là dược phẩm phẫn nộ bây giờ ta? Ôi bán giày luôn à, đổi giày thủy ngân. Đổi giày thủy ngân và hướng tới dược phẩm phẫn nộ cùng với chưa muốn bán cái búa đi anh em ạ. Cái búa tiến công vẫn còn. Nếu mà muốn thay thì thay cái Starak cũng được. Starak cái búa tiến công hai trang bị nó cũng xem với nhau theo kiểu là cộng chỉ số về máu cùng với đan tay. Tầm này không đi đẩy lẻ nữa thì có thể cân nhắc bán thì anh em nhé. Pha này thì sao cho mình nó đứng trong nhà thôi. Mục tiêu lớn nó không có nữa, không có mục tiêu gì cả. Đang giao tiếp gì đấy với đồng đội. Ở nhà defend con Sion đấy anh em ạ. Xem con Sion nó dám chiêu cuối vào đây nó chơi cái trò biến thái nữa hay không. Hai mega cánh bắt đầu áp sát rồi này, mega top nó sẽ áp sát trước, dọn mega top trước ha, full đồ dọn mega nhanh lắm.
Đặc biệt là có cái gươm sinh vong này là lượng sát thương DPS nó tương đối đáng kể. Đồng đội tiếp tục ôn mid 4 người, còn Sao Cho Mừng thì quyết định ở khu vực nhà chính để có thể phòng ngự. Chỉ có Sao Cho Mừng là người cản được con Sion thôi mà. PK diễn ra và Sion quyết định tung chiêu cuối ra khu đường giữa PK. Sao Cho Mừng không có TP, phải ở nhà đón Mega và team bắt đầu team fight có vẻ là hơi thua. Ăn được mạng của Zerat xong thì chết tới hai người và Ezreal Morgana nên té đi các bạn ơi. Sao Cho Mừng vẫn đang phải dọn Mega và Ezreal có mạng của Zhone nhưng sau đó thì Morgana đi rồi. Tình huống 2 đổi 3. Sao Cho Mừng thì vẫn đang ở nhà để giữ nhà chính cái đã. Và anh em nếu như mà để cảm giác là PK không nổi thì cứ về thôi. Ezreal có đam rồi anh em ơi, Ezreal bắt đầu có đam rồi. Một tình huống giao tranh 4 đánh 5, tuy nhiên thì 3 đổi 3 vẫn không phải là kết quả quá tệ và team Sao Cho Mừng vẫn có thể defend được cái Mega với sát thương lớn từ một con set full đồ. Ezreal PK rất căng với Aphelios, ánh trăng dẫn lối hút máu lại nhưng Ezreal là người thắng cho tiếng solo này. Ezreal cũng hay rồi. Bắt đầu có đầu đam đến từ Ezreal và bắn cũng là rất đau, trừ bắn con Sion ra thì bắn các vị trí khác vẫn ok. Mà Ezreal full đồ thì nó cũng có sự cơ động rất là cao nên là không gặp khó khi đánh với Sion ha. Rồi tốt rồi, may quá anh em team fight win chứ không thì cái hai mega này nó cứ đẩy hoài khó chịu vãi. Lissandra lên top đi bạn. Lissandra lên top đón cái quay mega đi. Tôi xuống bot tôi đón thêm một mega nữa là có thể có thêm khoảng tầm 1 phút. Ezreal đang bị rót chiêu cuối, Ezreal lag. Ok, sống rồi, sống rồi. Baron sẽ xuất hiện trước dòng ngàn tuổi anh em nhé, Baron 3 luôn. Một ván tưởng chừng như là dễ nhưng nó lại là một game đấu kéo tới hơn 30 phút. Thêm một mega nữa, quyết định của Sao Cho Mừng là thấy cái nhà lính còn 90 giây hồi. Nhà đẩy thêm một mega nữa cho nó có thêm tí thời gian ra Baron cho nó thoáng. Zerat xuống cấu rỉa, nó xét tầm này cầm linh hồn rồng đất rồi thì cấu rỉa cái gì nữa đây. Má đi bạn ơi, tôi đi về đây. Xong tên lính Thiên Vương Trùy đi về lên khu đường trên. Lên đường trên vừa để dọn Mega mà vừa để tập trung đánh Baron luôn anh em nhé. Bán bố tiến công không? Bán suy vong hay bố tiến công bây giờ? Bán bố tiến công lên Vũ Điệu hoặc là Giác Thiên Thần hoặc là Sterak anh em nhé. Cân nhắc. Sterak rồi. Sterak và dược phẩm luôn rồi. Một cú đúp bây giờ không biết bao nhiêu sát thương chuẩn đây. Tầm này đồ thì mình cũng không chắc là nó bao nhiêu sát thương chuẩn nữa anh em ạ. Nó có thể tầm 1.000 mấy. Chắc chắn là trên 1.000 nhưng mà không biết được cụ thể là phun nộ nó tầm 1.500 hay là 1.600 hay là bao nhiêu. Tầm cách đây một năm á, thì mình có làm rất là nhiều giao án set của Sao Cho Mừng và có những cái quả đúp nhìn nó vô cùng phê. Đép trước cái mega top đi anh em ơi, đép trước cái mega top đừng PK nữa, đép trước cái mega top đã tạo cái thế rồi. Morgana lại chết rồi. Sao Cho Mừng thì không đi khỏi nhà được vì có Sion nó đẩy như này thì đi kiểu gì bây giờ đây. Zhone đổi mạng với Morgana và team tiếp tục giao tranh với double kill dành cho Ezreal. Sao Cho Mừng lúc này thì phải ở nhà để dọn lính Mega và tránh có Sion nó thiếu cuối. Sion TP top rồi. Sion TP top và Sao Cho Mừng lanh tức phải chạy về khu vực Mega top để phòng thủ Mega ở đây rồi Sion này. Team fight win với tình huống Morgana đổi được 4 mạng và Sion này làm sao đây? Mày làm sao? Mày mất chiêu cuối đúng không? Rồi sau đó thì sao? Mày ăn Mega mày nhắm mày chạy được không? Mày nhắm mày chạy được không? Bật Q lao lên tốc biến E hấp huyết trái phải chiêu cuối. Mày làm sao? Quét sạch. Ok chưa? Quyết định nhấn TP end game tới từ Lissandra rồi. Con Sion này nhìn nó vậy thôi chứ con set đấm phát là chết à. Team win rồi. Ok, cũng may là đàn báo này cuối game thì vẫn biết PK 4v4. Sao Cho Mừng thì bắt buộc phải ở nhà defend bởi vì thực ra là những vị trí khác như kiểu là Talon hay là Lissandra hay Ezreal ở nhà là không đánh lại con Sion. Chỉ có Sao Cho Mừng là người ở nhà là có thể đánh lại Sion thôi. Lục bảo 1 với 22 điểm, elo arc này cũng là elo hơi heo rồi đó. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một game đấu mà Sao Cho Mừng đã cầm cái giáo án set. Mặc dù là một game đấu tưởng chừng nó dễ nhưng nó hơi khó một chút sau những tình huống mất Baron ở giai đoạn mid game. Mất tới 2 cái Baron, mình không hiểu lý do tại sao mất tới 2 cái Baron để xem Sao Cho Mừng có... Sao Cho Mừng có replay không nhỉ? Có anh em ơi. Sao mất Baron được nhỉ? Con Zerat rót Baron 2 thì hơi khó chịu một chút nhưng mà... Đây, con Zerat. Chắc chắn không có tầm nhìn anh em ạ. Vừa mất cái W xong rồi nó ra nó rót cái R chịu. Nếu mà con set có cái W thì cái đam chuẩn của con set này thì nó sẽ dứt điểm Baron rất là tốt. Mặc dù tích nộ ở Baron thì không tích được nhiều đâu. Pha này thì cũng chưa xem được mấy quả đấm đứt, xem được bao nhiêu sát thương khi mà full đồ nữa.
Không xem là tích được bao nhiêu cả. Đây không có tầm nhìn anh em ạ. Không xem là tầm full đồ đứt được khoảng tầm 1000 mấy máu ha. Ai à, bật rờ rót đúng một phát. Đi luôn. Này đang xem cái gì nhỉ? Đang replay cái gì nữa đây anh em? Replay cái quả cân 3 fail đấy hả? Cái quả cân 3 này bị hấp huyết bị fail anh em ạ. Cái quả cuối game thì cái đứt của con set này mình cũng chưa nhìn được bao nhiêu đam nữa. Cái quả đấm của sền nó có đam W anh em nhỉ? Đây cái quả solo này đây. Hai nghìn hai đam chuẩn anh em ạ. Đây là con số cuối cùng. Nhưng mà rất tiếc là game này gặp con sền biến thái quá, không đánh teamfight được, nó cứ để lẻ không à. Không có cơ hội để xem sao cho mừng đứt một phát chết AD bên phía bên kia ngay lập tức như thế nào. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi một dự án của sao cho mừng. Hẹn gặp lại anh em ở những dự án khác nha. Bye bye.